bắt gặp thanh niên ngựa ăn cỏ quá nhiều nên bị ngáo ngơ. Cho dù là tiêu thụ cỏ dưới hình thức nào, nếu dùng quá liều thì cũng sẽ bị ngáo ngơ đó anh em ạ. Điển hình là thanh niên ngựa trong video này đây. Chắc là sáng giờ không làm gì, chỉ biết ăn cỏ, nên thanh niên này bắt đầu xuất hiện tình trạng ngáo ngơ cây mơ khi ăn quá nhiều rồi. Khi Sen đi tới, giả vờ làm hành động ràng dây cương và giả vờ cầm cương dắt đi. Ban đầu nghĩ là chú ngựa này không đi theo đâu, tại vì có sợi dây nào kéo đâu mà đi. Nhưng không, chú ngựa này đi ngược lại hoàn toàn suy đoán và hắn rất là ngoan ngoãn đi theo luôn. Ủa, là do cỏ hôm nay chất lượng quá hay là cả ngựa cũng bị thao túng tâm lý ta? Đi theo một mạch mà không hề thấy có gì đó sai sai luôn á. Được dắt đi là đi một mạch luôn, làm cho bạn ngựa nâu bên cạnh phải suy nghĩ có nên ăn cỏ tiếp không, chứ thấy thằng này ngáo quá rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.